Bị chỉ trích dựng chuyện Trường Giang để PR, Khánh My bật tức tung thêm bằng chứng, nhiều sau việc và ủng hộ. Người đẹp Khánh My đã lên tiếng sau khi bị cho rằng lợi dụng Trường Giang để PR tên tuổi, PR phim mới. Chuyện tình ồn ào của nam danh hài Trường Giang tưởng chừng đã yên ắng, thì cộng đồng mạng lại được một fan xôn xao khi Khánh My lên tiếng thừa nhận nam danh hài này từng thả thính cô. Đầu tiên, người đẹp cho biết Trường Giang nhiều lần nhắn tin qua lại với cô, dù đang trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương. Tuy nhiên, vì không muốn làm người thứ ba, nên Khánh My nhanh chóng khước từ. Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng, vì tôi không cho phép mình là người thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa cũng không nên như thế. Cả showbiz này, cả Việt Nam đều biết anh Giang và Nhã Phương đang yêu nhau, vậy thì không hà cớ gì mình lại nhảy vào làm người thứ ba hết. Với lại, nếu chuyện đó có xảy ra thì thật đáng thương cho Nhã Phương. Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần được hạnh phúc, Khánh My tâm sự. Những lời chia sẻ của Khánh My khiến một số cư dân mạng chỉ trích. Nhiều người cho rằng Khánh My đang lợi dụng Trường Giang để PR tên tuổi, PR cho phim mới. Mới đây, Khánh My lên tiếng chia sẻ, sợ nhất người nghe không hiểu, càng sợ hơn người hiểu mà không thông. Khi được Hoa hậu Thu Hoài hỏi có phải đang nổi loạn hay không, thì Khánh My khẳng định rằng, dạ em đâu dám nổi loạn chị yêu. Khánh My lên tiếng khi bị chỉ trích dựng chuyện Trường Giang để PR, sợ nhất người nghe không hiểu. Ngoài ra, Khánh My cũng khẳng định cô không lợi dụng Trường Giang để PR. Nói không bị chỉ trích thì chắc chắn không phải, sẽ có nhiều khán giả hiểu cho tôi, đồng thời một số khán giả không hiểu thì họ sẽ lao vào chỉ trích. Tôi cũng không hiểu vì sao tin đồn Trường Giang lại dấy lên, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu mình mà, tôi chẳng muốn gây ồn ào gì cả, tôi hy vọng mọi người sẽ bớt ném đá để tôi chịu oan. Khánh My khẳng định không lợi dụng Trường Giang để PR cho bản thân. Lâm Khánh Chi đá điệu mỹ nhân vạch mặt Trường Giang, một vở tuồng mà ba cô đào chính thay nhau diễn. Nữ ca sĩ chuyển giới đã có những phản ứng khá gay gắt trước chuyện tố nhau về mối quan hệ tình cảm khiến khán giả ai cũng bất ngờ. Thời gian qua, khán giả cảm thấy khá ngao ngán khi câu chuyện tình yêu của Trường Giang nam em Nhã Phương liên tục xuất hiện trên các diễn đàn. Hầu hết mọi người đều cho rằng Nhã Phương mới là người tổn thương nhiều nhất sau mối tình ngang trái này. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại. Tuy nhiên, người đẹp Khánh My bất ngờ hé lộ chuyện Trường Giang đã từng tán tỉnh cô một thời gian. Cô cho hay mình đã từ chối nam diễn viên hài khá thẳng thừng vì cô không muốn trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tính ám chỉ như sau: một vở tuồng mà đến ba cô đào chính thay nhau diễn, kịch bản cũ rồi có ai xem nữa không, đề nghị hạ màn cấp. Dù chẳng chỉ đích danh ai, nhưng trong thời điểm nhạy cảm thế này, mọi người sẽ nghĩ rằng Lâm Khánh Chi đang lên tiếng đá đệ ba người đẹp, từng vướng ồn ào với Trường Giang, Quế Vân, Nam Em và Khánh My. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn nói thêm về chuyện tố nhau khi đã hết yêu. Cô cho hay, không yêu nữa thì làm bạn có gì đâu phải đi tố nhau. 8 mối tình tôi đã yêu, tôi đều bị tổn thương rất nhiều, nhưng tôi vẫn để cho người tôi yêu được hạnh phúc trọn vẹn bên người con gái khác. Cũng đâu có đẹp đâu, làm trò cười cho thiên hạ. Những suy nghĩ mà Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ càng góp phần làm cho khán giả tin rằng cô đang ám chỉ những mỹ nhân đang lên truyền thông tố Trường Giang vì mối quan hệ tình cảm. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ quan điểm của cô về chuyện lấy tình cảm ra để đánh bóng tên tuổi. Cô thẳng thắn cho biết, nhiều khi tình yêu thì có nhiều người muốn nhắc lại kỷ niệm của người ta, nhưng cũng có một số người dùng cái tình yêu đó để PR cho họ. Lâm Khánh Chi nghĩ là nếu không còn yêu thì mình không nên nhắc đến người đó, như vậy sẽ tốt hơn. Vì khi mình PR, mình nổi trong thời gian đó, hot trong thời gian đó, nhưng sau này mình không được lòng khán giả thì mình cũng sẽ nguôi ngoai rất là nhanh. Không thể nào mình cứ nghĩ hết chiêu trò này đến chiêu trò khác được. Lâm Khánh Chi từng kể rất nhiều về người yêu trên truyền thông, nhưng chưa bao giờ cô kể xấu về người đàn ông của mình, dù họ từng làm cho cô tổn thương. Theo đó, chuyện không hay, mình nên quên nó đi. Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ được người yêu chăm sóc sau khi team có động thái xác nhận chuyện ly hôn. Dòng trạng thái mới nhất của Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người tò mò khi cô chia sẻ về chuyện yêu đương. Câu chuyện tình cảm của team và Trương Quỳnh Anh luôn là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Mỗi khi có động thái mới từ hai nghệ sĩ này, việc ly hôn hay chưa ly của đôi vợ chồng trẻ này khiến khán giả ngán ngẩm. Bởi những thông tin này cứ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội khiến không ai biết đâu là sự thật.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tim đã chia sẻ một dòng trạng thái khiến nhiều người chắc rằng nam ca sĩ này và Trương Quỳnh Anh đã đường ai nấy đi. Tim lấy cột mốc một năm để nói về những nỗi buồn và chịu đựng trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ hình ảnh nam diễn viên thần sấm Chris Hemsworth đang hạnh phúc bên đàn con của mình. Superhero Thor cũng đã từng có một ước mơ giản đơn như vậy, nhưng Love Not A Dream, tạm dịch đời không như là mơ, năm tháng 5 2018, trong một năm dạy cho ta biết bao nhiêu điều, trải qua nhiều biến cố, bạn càng thích im lặng hơn thì phải, phía trước vẫn là bầu trời đúng không? Dòng chia sẻ mới nhất của Tim, quyết định ly hôn, được ghi tên Tim và Trương Quỳnh Anh. Điều này khiến công chúng nhớ đến khoảng thời gian một năm trước, khi Tim và Trương Quỳnh Anh đã bị lộ giấy xác nhận ly hôn của tòa án. Tuy nhiên, sau dòng chia sẻ buồn bã này của Tim, Trương Quỳnh Anh lại không mấy u sầu, mà có vẻ như đang tận hưởng những phút giây lãng mạn của tình yêu. Cụ thể, Trương Quỳnh Anh nhắc đến người kia đầy ẩn ý, đã chăm sóc cho cô từng chút một và còn khẳng định mình đang trong thời kỳ yêu đương. Dòng trạng thái mới của Trương Quỳnh Anh sau khi Tim xác nhận ly hôn. Chuyện mà mình có thể tự làm được, nhưng người kia cứ nhất định làm cho em, yêu đương là kỳ vậy đó. Nhiều người tự hỏi rằng Trương Quỳnh Anh đang ngầm khẳng định mối quan hệ với Tim vẫn đang ổn, hay là cô đã có người mới và đang thực sự hạnh phúc trong tình yêu mới. Mắng Nhã Phương có lỗi vì để Trường Giang trăng hoa, Khánh My tự tay vả miệng, lộ điểm gian dối chiêu trò PA. Từng khẳng định chuyện với Trường Giang chưa đi quá xa để gây ồn ào. Hai tháng sau, Khánh My lại lên báo khuấy đảo dư luận khi công khai tiết lộ Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương. Những giờ qua, lời tiết lộ công khai Trường Giang theo đuổi tôi trong thời gian hẹn hò với Nhã Phương của Khánh My đang là tâm điểm của showbiz Việt. Tôi với anh Giang biết nhau lâu lắm rồi, hồi năm 2011-2012, tôi với anh Trấn Thành Trường Giang có quay chung tiểu phẩm, sau đó mấy anh em có đi ăn cùng nhau. Trong showbiz mà, mấy anh em cũng hay gặp mặt, anh Trường Giang có cảm tình với tôi, nhưng anh ấy không phải gu của tôi. Thời gian anh Giang nhắn tin cưa cẩm tôi cách đây chưa đến một năm, anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng. Vì tôi không cho phép mình là người thứ ba, từ đó đến giờ anh Giang luôn thừa nhận với mọi người rằng thích Khánh My. Chuyện tôi nói anh Giang từng tán tỉnh, tôi nghĩ không bất ngờ đâu, tại vì chuyện này tiếp diễn rất nhiều lần với rất nhiều người đẹp chứ không phải riêng tôi. Có thể với những người đẹp khác, họ sẽ chọn cách phủ nhận hoặc im lặng khi được hỏi có từng được Trường Giang thích hay không, nhưng tôi thì khác. Có gì tôi nói đó vì sao? Vì đó là sự thật, có thì tôi mới nói chứ. Lời hé lộ của nữ diễn viên chấn động làng giải trí, nhiều người ủng hộ Khánh My, số khác lại nhận định ngôi sao sinh năm 1991 đang đu dây, hồng hâm nóng tên tuổi đang bị lãng quên. Theo đó, Khánh My bị nghi ngờ về mục đích phát ngôn, liệu có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời nói của người đẹp khi chọn thời điểm lên tiếng sát ngày ra mắt dự án phim mới Mỹ Nhân Sai Thành. Để chứng minh Khánh My có mục đích phát ngôn bức nhất của ngôi sao họ Nguyễn về scandal Nhã Phương Trường Giang nam em cách đây 2 tháng cũng được khơi gợi trở lại. Trở lại chuyện cũ vào tháng 3 vừa qua, lời thú nhận về mối tình gian dở 30 ngày yêu chỉ có nút thăng chưa từng xuống dáng với Trường Giang, được nam em thổ lộ đã chiếm sóng làng giải trí, Hoa Khôi bị chỉ trích là kẻ thứ ba, trong khi danh hài Đức Quảng bị mang tiếng là kẻ trăng hoa. Riêng Nhã Phương, bạn gái được mười khó cầu hôn hồi tháng 1, lại bị cho là người phụ nữ đáng thương nhất trong chuyện tình này, khi năm lần bảy lượt chứng kiến cảnh người yêu thiếu chung thủy. Giữa thời điểm nóng, Khánh My bất ngờ lên tiếng, theo đó nữ diễn viên Ba Vợ Cưới Vợ Ba chia sẻ dòng trạng thái bàn luận về chuyện tình tay ba. Tình tay ba showbiz chưa bao giờ là hiếm, người thứ ba trong showbiz chưa bao giờ bớt, mọi người cứ nghĩ nữ chính là nhân vật đáng thương, đáng tội nghiệp nhất, có chắc không? Nữ diễn viên viết. Thay vì lên tiếng bên vực Nhã Phương, nữ diễn viên lại gây sốc khi đưa ra các luận điểm chứng minh nữ diễn viên tuổi thanh xuân không có gì đáng tội nghiệp. Bởi theo Khánh My, việc liên tục bị lừa là không thể chấp nhận, cứ cho là cô ấy bị gạt đi. Một lần bị lừa là xui, lần thứ hai bị lừa là dại, lần thứ ba bị lừa là ngu hay bị nghiện cảm giác bị lừa, Khánh My viết. Không những thế, cô còn gửi lời nhắn nhủ đến người phụ nữ khi yêu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc, nhưng thà đau một lần rồi thôi, nha các nàng.
thẳng thắn thừa nhận viết dòng trạng thái đó để gửi cho nhà Phương, Khánh My cũng giải thích rõ về quan điểm của bản thân trên truyền thông. Đúng, tôi đang nói về cô ấy. Tôi hiểu cảm giác bị tổn thương bởi người mình yêu là đau đớn tột cùng. Nó chỉ đáng cảm thông khi mình vô tình bị người yêu lừa dối. Sau nỗi đau phải tìm hướng giải quyết triệt để. Nếu yêu mình thì người đàn ông phải sửa đổi. Không sửa đổi được thì đừng yêu. Còn cô ấy lại cho phép người đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Bạn có biết khi người ta nói tội nghiệp mình cũng là họ đang chế nhạo mình một cách tế nhị không? Tôi mong cô ấy đọc được những gì tôi viết để suy nghĩ cho chín chắn, đưa ra quyết định sáng suốt. Chứ đừng để người ta thương hại hay tội nghiệp. Đây cũng là cách tôi muốn khuyên nhà Phương nên coi lại mối quan hệ và cách yêu. Cùng là con gái với nhau nên tôi luôn muốn bảo vệ các bạn nữ. Đặc biệt trong đoạn chia sẻ này, Khánh My còn tiết lộ cô từng xém rơi vào lưới tình của Trường Giang, nhưng nhờ sự tỉnh táo, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát. Từng khẳng định chuyện với Trường Giang chưa đi quá xa để gây ồn ào, nhưng chỉ sau 2 tháng, Khánh My lại lên báo khuấy đảo dư luận. Từ phát ngôn bức nhất ở quá khứ và hiện tại về mối quan hệ với Mười Khó, nhiều người phân vân, không biết nữ diễn viên mong muốn lật tẩy sự trăng hoa của nam danh hài hay đó chỉ là chiêu trò giúp cô hâm nóng tên tuổi.